Israel họp nội các chiến tranh cảnh báo iran phải trả giá đắt israel tiết lộ cái giá phải trả để ngăn chặn cuộc tấn công của iran lực lượng hezbollah ca ngợi iran can đảm khi tập kích israel ngoại trưởng hungary chỉ trích olympic dùng tiêu chuẩn kép với vận động viên nga Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi rất hân hạnh được gửi tới quý vị những tin tức mà chúng tôi vừa mới tổng hợp được. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 14 tháng 4, CNN dẫn lời một quan chức Israel cho biết, nội các chiến tranh của Israel đã bắt đầu cuộc họp ngày trước 16 giờ cùng ngày Nội các chiến tranh của Israel bao gồm Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Joab Galan và Benny lãnh đạo Đảng Liên minh Quốc gia và là cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng các vấn đề chiến lược Ron Dermer cùng các chính trị gia Gedi Ensenkos và Aydin Deri ngồi trong nội các chiến tranh với tư cách quan sát viên. Cuộc họp nội các chiến tranh diễn ra sau khi Israel xác định phản ứng của nước này sau cuộc không kích chưa từng có của Iran vào dạng sáng ngày 14 tháng 4 bộ trưởng nội các chiến tranh israel Gantz, tuyên bố israel sẽ buộc iran phải trả giá theo phương thức và thời điểm phù hợp với chúng tôi ông gan cho biết iran đã gặp phải sức mạnh của hệ thống an ninh israel ngụ ý thiệt hại tối thiểu do cuộc tấn công của iran gây ra theo bộ trưởng gan cuộc tấn công cho thấy Thế giới rõ ràng đã sát cánh cùng Israel trước mối nguy hiểm. Tuy nhiên, ông nói thêm, sự kiện này vẫn chưa kết thúc với lý do cần phải xây dựng một liên minh khu vực và buộc Iran phải trả giá. Bộ trưởng Bộ Tài chính Benjelen Smotrich và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itama Benkvi, hai trong số những bộ trưởng có đường lối cứng rắn nhất của chính phủ Israel, đã kêu gọi phản ứng cứng rắn trước cuộc tấn công của Iran. Bộ trưởng Smotrich nhấn mạnh, nếu Israel do dự, chúng ta sẽ đặt bản thân và con cái của chúng ta vào tình thế nguy hiểm. Trong một tuyên bố qua video, ông Smotrich gọi đây là thời điểm sự thật, đồng thời nói rằng nếu phản ứng của chúng tạo ra được tiếng vàng khắp Trung Đông cho các thế hệ mai sau, Israel sẽ thắng. Bộ trưởng Ben Gvi tuyên bố Israel không được phép phản ứng yếu đuối, đồng thời khẳng định các ý tưởng về phản ứng kiềm chế đã không còn từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, thời điểm lực lượng Hamas tấn công Israel. Tuy nhiên, CNN dẫn lời một quan chức Israel giấu tên cho biết, cuộc họp đã kết thúc sau 3,5 giờ thảo luận mà không thể thống nhất về cách thức đáp trả Iran, bao gồm thời điểm và quy mô của động thái. Dù các bên nhất trí cần phải trả đũa Tehran, quân đội Israel được yêu cầu phải đề xuất thêm các phương án đáp trả theo quan chức này. Nhật báo Israel Hayom dẫn lời một quan chức Israel khác khẳng định tên Aviv sẽ có động thái phản ứng, nguồn tin từ văn phòng thủ tướng Israel nói với NBC rằng nước này chắc chắn sẽ đáp trả dù nội các chiến tranh chưa đi đến một quyết định chính thức. Kênh Channel 12 cho biết các quan chức Israel dự kiến sớm nhóm họp lại để thảo luận tiếp về phương án trả đũa Iran. Trong khi đó tổng thống Iran Ibrahim Raisi tuyên bố bất kỳ hành động gây hấn mới nào chống lại lợi ích quốc gia của Iran đều sẽ gặp phản ứng nặng nề và đáng tiếc ngoại trưởng iran cũng đưa ra bình luận tương tự trên mạng xã hội nói rằng iran không có ý định tiếp tục các hoạt động phòng thủ nhưng nếu cần sẽ không ngần ngại bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình trước bất kỳ hành động gây hấn mới nào lãnh đạo lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran cảnh báo rằng một phương trình mới đã được tạo ra sau cuộc tấn công vào israel và giờ đây họ sẽ đáp trả trực tiếp bất cứ khi nào israel tấn công lợi ích tài sản hoặc công dân iran tham mưu trưởng lực lượng vũ trang iran Ông Mohammad Bagheri cho biết Iran đã gửi thông điệp tới Mỹ thông qua Đại sứ quán Thụy Sĩ cảnh báo Washington rằng nếu nước này hợp tác với Israel trong các hành động tiếp theo, các căn cứ của Mỹ sẽ không có bất kỳ sự an toàn nào và sẽ bị xử lý. Ngày 14 tháng 4, Israel tuyên bố đã ngăn chặn hầu như toàn bộ cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Tuy nhiên, cái giá phải trả là không hề rẻ. Cùng ngày, cụ cố vấn tài chính của Tổng tham mưu trưởng của đội Israel, trưởng tướng Reem Aminoak, nói với báo Inet News rằng, nhiên liệu máy bay và các thiết bị quân sự khác mà Israel dùng để ngăn chặn cuộc tấn công của Iran là khoảng 4 đến 5 tỷ shekel, tương đương khoảng 1,06-1,33 đến 1, -1 tỷ đô la Mỹ. Ước tính này chỉ gồm tổn thất trực tiếp của Israel, không tính những vũ khí mà Mỹ và các đồng minh đã sử dụng để giúp đỡ Israel trong việc đánh chặn. Ông Amin Noek cho biết tên lửa đánh chặn của các hệ thống phòng không như Arrow, David Sling có giá lần lượt khoảng 3,5 triệu đô la Mỹ và 1 triệu đô la Mỹ mỗi quả. Những đợt xuất kích của các chiến đấu cơ cũng chiếm phần lớn phí tổn, ông cho rằng tổn thất nói trên là tốn kém hơn nhiều so với số vũ khí mà Iran sử dụng để tấn công. Ông Amin Noek cảnh báo, cuộc tấn công tiêu tốn của Iran trước đầy 10% chi phí phòng thủ của chúng tôi trong tương lai. Trong 1 đến 5 năm tới, họ có thể thực hiện 50 cuộc tấn công như vậy. IDF tuyên bố đã bắn chặn thành công 99% trong tổng số 170 UAV, hơn 30 tên lửa hành trình và 170 tên lửa đạn đạo do Iran sử dụng để tấn kích lãnh thổ Israel sáng ngày 14 tháng 4. Phát ngôn viên IDF chuẩn đô đốc Daniel Hakari cho biết, mọi UAV và tên lửa hành trình đều bị bắn hạ trước khi chúng tới được không phận Israel. Xong, một vài tên lửa đạn đạo của Iran đã xuyên thủng được các hệ thống phòng không của Israel, gây hư hại nhỏ cho căn cứ không quân Nevatim ở sa mạc Negev, miền nam đất nước. Ngày 14 tháng 4, nhóm Hezbollah ở Liban đã ca ngợi Iran có quyết định can đảm khi tập kích vào lãnh thổ Israel, nói rằng Tehran đã đạt được các mục tiêu quân sự. Lực lượng dân quân có ảnh hưởng nhất ở Liban ra tuyên bố cho hay Hezbollah gửi lấy chúc mừng tới giới lãnh đạo Iran và người dân nước này vì cuộc tấn công chưa từng có vào Israel. Nhóm cũng ca ngợi quyết định can đảm và sáng suốt của Tehran khi đáp trả dứt khoát cuộc tấn công của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Damas. Tuyên bố của Hezbollah được đưa ra, sau khi vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC phóng hơn 300 UAV tên lửa nhằm vào nhiều mục tiêu ở Israel để đáp trả vụ không kích tòa lãnh sự Iran. Đây là cuộc tấn công đầu tiên của Tehran nhằm trực tiếp vào lãnh thổ của Tel Aviv sau nhiều năm căng thẳng. Lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố họ cùng các lực lượng đồng minh đối tác đã đánh chặn 99% của đạn do Iran phóng ra. Hezbollah nhấn mạnh Iran đã đạt được các mục tiêu quân sự của mình dù Mỹ và đồng minh hỗ trợ Israel đối phó vụ tấn công gây choáng váng của Tehran. Tuyên bố của Hezbollah cho hay Iran đã thực hiện các quyền hợp pháp của họ bất chấp việc phải chịu đe dọa và áp lực. Phái bộ Iran ở Liên Hợp Quốc cho biết Tehran đã khép lại chiến dịch trả đũa. Song Bộ trưởng Nội các Thời chiến Israel, Benyamin khẳng định sự kiện này chưa chấm dứt và Iran sẽ phải trả giá. Tuy nhiên, Nội các Israel chưa đưa ra quyết định cuối cùng về biện pháp đáp trả Iran. Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích Trung Đông, nhắm vào các lực lượng được Iran hậu thuẫn, trong đó có Hezbollah, đồng minh thân cận của Iran. Tuy nhiên, Tel Aviv hiếm khi lên tiếng về các vụ tập kích và cũng chưa bình luận vụ tấn công tòa lãnh sự Iran tại Syria hôm ngày 1 tháng 4. Theo nhóm quan sát nhân quyền Syria, 16 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công tòa lãnh sự quán, trong đó có một thành viên Hezbollah cùng 7 quan chức cấp cao IRGC. Kể từ khi chiến sự bùng phát ở Giải Gaza, Israel và Hezbollah giao tranh hòa lực qua biên giới phía Nam Liban gần như hàng ngày, Hezbollah tuyên bố họ đang hành động hỗ trợ người dân Gaza và Hamas. Tình trạng căng thẳng leo thang đã làm dấy lên lo ngại về xung đột toàn diện giữa Israel và Hezbollah như cuộc chiến hồi năm 2006. Các hạn chế với vận động viên Nga ở Olympic đã thể hiện sự áp đặt chính trị vào thể thao, điều mà đáng lẽ không nên xảy ra ở Ủy ban Olympic quốc tế mới đây tại hội nghị khoa học và đổi mới thể thao ngoại trưởng hungary peter sijato đã lên tiếng chỉ trích các quyết định của ủy ban olympic quốc tế ioc khi đưa ra các điều kiện đối với vận động viên nga belarus để được tham gia thi đấu tại sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh ông sijato cho rằng các hạn chế rõ ràng đã mang tính chính trị thể hiện sự cố tình làm tổn hại danh dự với vận động viên người nga và belarus ngoại trưởng shiato đã kêu gọi các quan chức ioc tránh trộn lẫn thể thao với địa chính trị ông nhấn mạnh rằng các vận động viên không nên bị cấm vì lý do chính trị ông shiato nói khi họ bắt đầu đề xuất cấm các vận động viên từ bất kỳ quốc gia cụ thể nào tham gia thế vận hội thì tôi nghĩ chúng ta đang gặp phải những vấn đề lớn ông shiato nhấn mạnh thêm rằng cách tiếp cận của ioc đã mở ra không gian không giới hạn cho tiêu chuẩn kép trong thế giới thể thao Việc ép buộc các vận động viên thi đấu trong tình trạng trung lập, mặc một số quần áo nhất định và đứng hát một bài quốc ca không phải của họ nếu họ giành chiến thắng là hành động phân biệt đối xử, theo lời bộ trưởng ngoại giao Hungary. Ngoại trưởng Hungary cho biết, ông bác bỏ quan niệm về việc đổ lỗi tập thể, ông nhấn mạnh rằng việc từ chối quyền tham dự thế vận hội vì lý do chính trị là vượt quá mọi giới hạn. Sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, IOC đã khuyến nghị các vận động viên đến từ Nga và vận động viên từ quốc gia đồng minh thân cận Nga là Belarus không được phép thi đấu ở các sự kiện quốc tế. Cuối năm ngoái, cơ quan này đã ra phán quyết rằng một số lượng hạn chế người từ hai nước có thể tham gia thế vận hội với tư cách là vận động viên trung lập cá nhân. Tháng trước, IOC thông báo số lượng vận động viên Nga tối đa có thể đủ điều kiện tham dự Thế vận hội Paris là 55, trong khi Belarus giới hạn ở 28 vận động viên. Tuy nhiên, theo giám đốc IOC James McLeod, các đội khó có thể đáp ứng được chỉ tiêu với 36 vận động viên Nga và 22 vận động viên Belarus dự kiến sẽ lọt vào thế vận hội. Ngay cả các vận động viên thỏa mãn điều kiện IOC đưa ra trong vai trò vận động viên trung lập cá nhân, thì có thể họ vẫn chưa chắc chắn được tham dự Olympic Paris 2024. IOC yêu cầu các vận động viên Nga đã công khai ủng hộ hoạt động quân sự của Moscow ở Ukraine, hoặc có liên quan đến các cơ quan an ninh nhà nước hoặc quân đội đều bị cấm tham gia Thế vận hội. Các vận động viên không bắt buộc phải lên án các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine, nhưng họ đều phải ký điều kiện tham gia Paris, bắt buộc họ phải tôn trọng hiến trường Olympic, bao gồm cả sứ mệnh hòa bình của phong trào Olympic. Moscow đã chỉ trích gây gắt những hạn chế này và cho rằng IOC đang phá hủy tinh thần Olympic cũng như mục đích của Thế vận hội một cách trắng trợn người phát ngôn của điện kremlin dmitry peskov cho biết những hạn chế của ủy ban là hoàn toàn trái ngược với toàn bộ hệ tư tưởng của phong trào olympic hồi đầu tháng này người đứng đầu ủy ban olympic nga roc ông stanislav podinkov cũng cáo buộc olympic là trò chơi chính trị mà các nước phương tây đang dùng tiêu chuẩn kép với người nga